Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về những diễn tiến từng năm tuổi Kỷ Mùi nữ mạng 1979. Từ 18 đến 25 tuổi, năm 18 tuổi, Kỵ đi xa, đề phòng những lời hứa hẹn không mấy thực tế. Năm 19 tuổi, hãy cẩn thận về vấn đề thân thế và tình cảm, coi chừng bị lợi dụng. Năm 20 tuổi, mối tình xảy ra trong năm này rất đẹp và thơ mộng, nhưng lại không có kết quả tốt. Năm 21 tuổi, năm vượng phát về vấn đề công danh, có thể thi đậu. Năm 22 tuổi, năm Kỵ đi xa, nhất là những cuộc đi xa tay đôi rất có hại. Năm 23 tuổi, bạn sẽ gặp được mối tình bất ngờ trong năm này và sẽ có kết quả rất tốt. Năm 24 và 25 tuổi, trong 2 năm này, nếu lập gia đình sẽ có hạnh phúc tuyệt vời, tài lộc trung bình. Từ 26 đến 30 tuổi. Năm 26 tuổi, vượng phát về vấn đề tài lộc, sẽ gặp được nhiều việc may mắn về vấn đề tiền bạc trong năm này. Năm 27 tuổi, năm này sẽ có một cái tang trong gia đạo. Năm 28 và 29 tuổi, nội trong 2 năm này, bạn sẽ gặp lại được một người thân mà bạn mong đợi, có hao tài nhỏ vào năm 29 tuổi. Năm 30 tuổi, Kỵ đi biển và Kỵ mùa đông. Từ 31 đến 35 tuổi, 3 năm liền 31, 32 và 33 tuổi, bạn sẽ bị đau bệnh liên miên tưởng chết, nhưng rồi lại qua khỏi nhờ quý nhân phù trợ. Tiền bạc những năm này bị hao hụt rất nhiều. Năm 34 tuổi, dịp may bắt đầu trở lại với bạn. Năm này và năm 35 tuổi, chắc chắn bạn sẽ có một tài lộc lớn bất ngờ. Từ 36 đến 40 tuổi. Năm 36 tuổi, bạn sẽ gặp một sự bối rối về vấn đề tình cảm. Hãy suy nghĩ kỹ về những hậu quả trước khi quyết định. Năm 37 và 38 tuổi, gia đạo có xáo trộn, con cái có đứa làm bạn khổ tâm, tiền bạc ở mức độ trung bình. Năm 39 và 40 tuổi, bão tố đã qua khỏi, bạn đã thoát qua khỏi thời kỳ hung hiểm nhất trong đời của bạn. Từ 41 đến 47 tuổi, đây là những năm đẹp nhất trong đời của tuổi bạn. Suốt trong những năm này, hạnh phúc gia đình đầy đủ, tươi vui. Tiền bạc dư giả, dịp may liên miên đến với bạn. Con cái có đứa làm cho bạn hài lòng. Nói tóm lại, đây là những năm hên nhất của đời bạn. Bạn nên lợi dụng những khoảng thời gian này để xây dựng cuộc đời của bạn cho thật vững chắc. Nhất là, nên cố làm nhiều việc phúc đức thì sẽ gặp được nhiều việc may bất ngờ. Từ 48 đến 55 tuổi. Năm 48 tuổi, năm này làm ăn được nhiều điều tốt về vấn đề tài lộc, cũng như tình cảm. Những tháng 3 và 6, hai tháng này, đại lợi làm ăn được khá và nhiều phát đạt. Năm 49 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên cẩn thận về tiền bạc, cũng như việc làm ăn, Kỵ đi xa vào tháng 6. Những tháng khác, bình thường việc làm ăn, cũng như công danh và sự nghiệp được lâu bền và vững chắc, không có gì quan trọng xảy ra. Năm 51 tuổi, năm nay được khá về sức khỏe, nên đi xa, giao dịch về tiền bạc thì có lợi, tháng 4 đại lợi. Năm 52 tuổi, năm này, bạn nên làm công việc gia đình, làm ăn không được tốt, phần con cái có nhiều lo buồn. Năm 53 tuổi, năm này có phần vững chắc về tài lộc, việc làm ăn có phát triển đôi chút, phần sức khỏe bị suy kém, Kỵ tháng 10 và tháng 11, hai tháng này tuổi xung, đề phòng bệnh hoạn và hao tài. Năm 54 tuổi, khá tốt, sức khỏe vững, toàn năm tốt đẹp, phần con cái đề phòng có đau bệnh hay gặp đại nạn. Năm 55 tuổi, toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường, không có gì đáng nói. Từ 56 đến 60 tuổi. Năm 56 tuổi, làm ăn có phần phát đạt tột độ. Năm 57 tuổi, Kỵ tháng 4 và tháng 7, những tháng khác bình thường, tài lộc và tình cảm vững chắc. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm này, phần sức khỏe không được tốt lắm. Phần tài lộc, làm ăn trung bình. Năm 60 tuổi, năm này nên đề phòng mất cắp hay bệnh hoạn bất thường. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.